chúc phúc lại cho chúng con trong ngày hôm nay, để chúng con trở nên một gia đình công giáo thánh thiện và hạnh phúc. Và nhân dịp này xin Chúa môn đồ phúc lành trên ông và cha mẹ, những người thân yêu họ hàng bạn bè đã hiện diện trong thánh lễ hôm nay. Và theo lời cầu nguyện hôm nay cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính thánh Gioan Maria Vianne linh mục là cổ mạng của tất cả các linh mục. Vì thế xin kính bạn em xin em cầu nguyện cho các linh mục trong hội thánh, nhất là các linh mục đang làm việc phục vụ cũng như những linh mục đã đến tuổi thịnh dưỡng nghỉ hưu, để anh em linh mục chúng con biết noi gương cha thánh Gioan Maria Vianne, để chúng con thật sự trở nên những mục tử như là một chúng con mong và cầu đoàn nhân Chúa mong đợi. Và đến đây chiều hôm nay chúng ta cũng nhân viên lãnh đạo một chút xin hơn bình an cộng đoàn lòng thương xót của mình đang cho các thân nhân thân nhân của các đội viên còn sống cũng như đang qua đời. Xin ơn lưu ý và cầu nguyện cho các linh hồn chú xe qua đời. Bài thánh sách Luca bốn chương
Thank you.
Bởi vậy con cần phải bán lên Chúa. Và con đã có lòng tin
có lòng tin tuyệt đối với Thiên Chúa. Thì chính vì tôi xin chúc phúc cho chúng con hôm nay và mãi mãi. Và ngày hôm nay đã lâu đây, chúng con sẽ trở thành cái nghi lễ hội. Và chúng con sẽ trọn đời gắn bó với nhau. Và từ ngày hôm nay, chúng con không đứng ngoài cuộc đời của nhau nữa, mà chúng con trở nên một. Bởi vậy, hôn nhân tôn giáo là một, khi thế giữa một người nam và một người nữ vẫn đầy đủ tự do trách nhiệm để sống yêu thương, nâng cao nhau trong tình nghĩa vợ chồng và sinh sản giáo dục con cái trong nhiệm vụ làm cha mẹ. Đáp lại cho tôi nói, hoàn toàn tự do. Và chính cái lời cam kết đó nó làm nên cái nghi thức hôn phối cho nó. Cho nên tôi quý bà anh chị em, đặc biệt khánh và nọ các bạn thân mến, hôm nay tôi muốn tiến tới một cái giao ước hôn nhân vĩnh cửu bên nhau. Như cha đã nói, chúng ta mở cửa toàn bộ đời nhau nữa, mà chúng ta sẽ sống chung một nhà, cùng chia sẻ nắng mưa trong cuộc đời, cùng dìu dắt nhau qua những thăng trầm của dòng đời, cùng nâng đỡ nhau vượt qua những gian nan. Chúng con phải ý thức được điều đó, mà vượt qua được cái điều đó, chúng con như cha con, chúng con cần phải bám theo Chúa, phải cần trông chờ Chúa. Còn sức như mình không làm gì được đâu. Cha lãnh do Maria thiên đây gặp từ khách gian nan, ngài chỉ có chạy đến với Chúa Giêsu thánh thể trong giờ cầu nguyện bên thánh thể Chúa Giêsu, thì lúc đấy lại vượt qua được tất cả những khó khăn trong cái đời sống của cô. Người chi bạn chị em trong đời sống của linh mục, cô qua những lúc đau khổ lắm, cô qua những lúc tủi nhục lắm, nhưng mà bạn chạy đến bảo là lúc đó mới vượt qua được những cái thử thách, vượt qua được những cái tội lỗi trong cuộc đời linh mục. Giờ chúng ta bị chung con cô thế thôi, và đặc biệt là khánh là người Huế, đúng không? Mà cái người Huế thì đối với bạn anh chị em, người ta nói nhẹ nhàng mà, người ta không nói to đâu, cho nên nó cũng phải biết phong cách cái văn hóa để mà chúng ta sống yêu. Vì người Huế là cái văn hóa cung đình nhà vua, cái gì cũng êm ả, cái gì cũng nhẹ nhàng. Khi mình biết như vậy để mình làm cái hạnh phúc gia đình, để tôi đừng có bắt còn những chửi bới, đừng có nói nhiều, đừng lại nhảy nhiều. Thế rồi khánh cũng phải từng cọc vàng nắm kính, có phải không? Trong đời sống hôn nhân gia đình, chính những chuyện nhỏ nhỏ nhặt như vậy mà tôi nghĩ nó là gia đình hạnh phúc đó. Cho nên tôi mới bảo anh chị em, đặc biệt nọ và khánh cho các đơn vị cha tổ chức chúng con luôn chung đôi với nhau suốt cuộc đời. Và quyền xin Chúa luôn ở cùng gia đình chúng con, chúc phúc cho cái tình yêu của chúng con hôm nay và mãi mãi, để chúng con chung tín với nhau và cùng nâng đỡ dìu dắt nhau qua những thăng trầm đập đờn, chứ không phải là hay khi ở sợ nói ra không có chuyện đó, để cùng nhau dìu dắt nhau để vượt qua những thăng trầm của dòng đời này. Thì hãy tổ chức chúng con chắc chắn có quả ước gì chúng con luôn hy sinh cho nhau, hy sinh cho nhau và vì nhau để làm nên một mái ấm gia đình. Và xin Chúa chúc lành cho chúng con và nhờ lời cầu nguyện của Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse nâng đỡ chúng con để chúng con sống định chế hôn nhân cho trọn vẹn.
trọng của đôi nhân hôn chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các cháu. Chúng con đã trở nên của
Chúng con
được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người mà trong người mà danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, cho giờ nhân của Chúa anh còn nên muôn đời. Con về Chúa cô đem và theo đề thân người về chúng ta ra nguyên rằng thank you.
Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa,